bước sang ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lượng khách tới khu du lịch Cát Bà tăng cao. Ngành đường sắt chạy tăng thêm 10 chuyến tàu phục vụ nhu cầu hành khách đi lại tăng cao trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong 3 tháng. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bước sang ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lượng khách tới khu du lịch Cát Bà tăng cao. Ngày nghỉ đầu tiên đã có hơn 1 vạn lượt khách tới tham quan di sản thiên nhiên thế giới. Du lịch dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tại Cát Bà tương đối thoải mái, dễ chịu. Chất lượng dịch vụ du lịch bước đầu mang lại cho du khách sự hài lòng. Nhờ đưa ba phà mới đóng Bayview vào khai thác, tuyến phà được khách từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà và ngược lại, bảo đảm liên tục, hiệu quả và không xảy ra tình trạng ùn tắc trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Tại các bãi biển ở khu du lịch Cát Bà cũng như nhà chờ bến tàu khách Bến Bèo, rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc đang thỏa sức trải nghiệm các dịch vụ tại thiên đường nghỉ dưỡng 4 mùa cũng như chuẩn bị hành trình tham quan vịnh Lan Hạ, thành viên hiệp hội câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Đã là người Hải Phòng trước hết là phải đi những điểm du lịch của Hải Phòng trước đã. Và đầu tiên thì gia đình chúng tôi chọn Cát Bà là một di sản được UNESCO công nhận. Và với người Hải Phòng thì phải nhân rộng nó lên. Trước hết là với người Hải Phòng, ai cũng phải biết đến Cát Bà để cho những người tỉnh khác biết đến Cát Bà. Tôi muốn rằng là qua thì đi chơi này chúng tôi sẽ đưa cái hình ảnh đẹp của Cát Bà cũng như là có nhiều kỷ niệm tại Cát Bà. Có nhiều lựa chọn để các khách ngoại tỉnh hoặc là trong Hải Phòng cũng đi được thuận lợi. Mình có thể, ví dụ như bọn em ở Hải Phòng luôn, bọn em đi chỉ cần bắt xe buýt thôi. Xong rồi là qua chuyến tàu là sang đến đây rồi. Em đi Cát Bà lần cũng nhiều lần rồi, nhưng mà em vẫn muốn quay lại. Tại vì ở đây thì phong cảnh với cả bãi biển ấy, nó vẫn còn phần thiên nhiên nhiều ấy. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú tại Cát Bà đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm được duy trì nghiêm nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho du khách tham quan, góp phần tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại Cát Bà. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày, đường sắt chạy tăng thêm 10 chuyến tàu, phục vụ nhu cầu hành khách đi lại tăng cao trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, tất cả các chuyến tàu đều xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. Giá vé dao động từ 120 đến 140.000 đồng một vé một lượt, tùy thuộc chuyến tàu, ngày đi và vị trí chỗ trên toa tàu. Xuất phát từ ga Hải Phòng và ga Hà Nội có 4 chuyến tàu cố định. Các ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9 chạy thêm tàu LP9 xuất phát từ ga Hà Nội. Tàu chạy thêm các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9 có tàu HP4 xuất phát tại ga Hải Phòng. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, đường sắt đang áp dụng chương trình bán vé tháng cho hành khách đi các đoàn tàu HP1, HP2, LP2, LP3, LP5, LP6, LP7, LP8 và các đoàn tàu chạy tăng cường vào các dịp lễ Tết trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Là quận cửa ngõ phía Đông Nam, quận Dương Kinh có vị trí là cầu nối giữa trung tâm thành phố với khu du lịch Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, quận Kiến An và có đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân và các tổ chức, đơn vị trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. 18 giờ tối ngày 30 tháng 8, ngày làm việc cuối cùng của người dân trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh. 3 chốt kiểm soát giao thông từ 18 đến 22 giờ phối hợp giữa phòng PC08 công an thành phố, trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm và cảnh sát giao thông trật tự quận Dương Kinh tập trung xử lý lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn trên tuyến đường Mạc Đăng Doanh, ngã Ba Đa Phúc và đường Kinh Hòa Bình. Cũng đã có những lỗi vi phạm từ người điều khiển phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý ngay tại chốt kiểm soát. Đội cảnh sát giao thông quận Dương Kinh kết hợp với phòng PC08, cụ thể là tại thời điểm đến 20 giờ hôm nay thì hiện tại là tổ công tác đã phát hiện và đang lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Tổ công tác vẫn tiếp tục đến 22 giờ theo đúng kế hoạch của công an thành phố đã chỉ đạo. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự quận bố trí trực đủ 100% quân số trong 4 ngày nghỉ lễ. Các tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trên tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện cái công điện số 81 của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, thì Công an quận cũng đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân quận đã chỉ đạo các ban ngành và các cơ quan đoàn thể và các cái Ủy ban nhân cấp phường và tham mưu cho Ban an toàn giao thông của quận triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo lưu thông trong quá trình diễn ra kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong dịp này, Công an quận Dương Kinh đã công khai số điện thoại 0788 212 057 cùng tài khoản Zalo của lãnh đạo Công an quận, sẵn sàng truy cập, tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh của các cá nhân tổ chức về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn nói chung và tình hình trật tự an toàn giao thông nói riêng. Qua đó, giúp đơn vị xử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vụ việc phát sinh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Như vậy, việc giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước sẽ kéo dài trong 3 tháng. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo tính toán, chính sách có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước về lệ phí trước bạ bình quân khoảng 867 tỷ đồng một tháng. Đây là lần thứ tư ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng. Do thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, kỳ chi trả tháng 9 năm 2024 trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ cuối tháng 8 năm 2024 để người hưởng được nhận chế độ ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Theo đó, lịch chi trả cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 4 hoặc 5 tháng 9 năm 2024 theo phân luồng đã được thông báo, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do sai tài khoản cá nhân, đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh bổ sung thông tin đúng, kịp thời nhận chế độ ngay trong tháng. Đối với thời gian chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm chi trả vẫn giữ nguyên theo lịch cố định ngày 7, 8 hàng tháng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn là một lễ hội có sự giao thoa giữa các yếu tố văn hóa nông nghiệp của cư dân miền biển với cư dân vùng đồng bằng, tưởng nhớ công ơn các vị thần, cầu nguyện quốc thái dân an. Trong chương trình hôm nay, phóng viên 10 phút vàng đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Bé, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Du lịch và Quản lý Di tích Lịch sử Đồ Sơn xung quanh một số nội dung liên quan đến lễ hội đặc sắc này. Vâng, là một người tâm huyết với lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn, có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về lễ hội này thì anh có thể lý giải vì sao lại gọi là ông Châu không ạ? Lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn là từ xa xưa rồi, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn, tính cách của người dân vùng biển, và đã xuất phát từ việc là thờ thủy thần. Người dân Đồ Sơn coi vị thần biển là một vị thần hộ mệnh, phù hộ cho người dân Đồ Sơn là được ấm no hạnh phúc. Việc mà tổ chức lễ hội Chợ Châu thì khi mua châu về mà đã trình ở đình thì các ông châu đó được coi là châu của các vị thần. Mà để tôn kính các vị thần thì phải gọi là ông châu. Cho nên là từ xa xưa đến nay, việc mà trình châu tại đình thì tất cả các ông châu được tham gia lễ hội là sẽ gọi là ông châu để tôn kính vị thần đó. Và lễ hiến sinh châu thì anh có thể chia sẻ với khán giả xem truyền hình Hải Phòng được không ạ? Lễ hiến sinh châu thì cũng bắt đầu từ việc thờ đưa châu gia đình để tế thần. Nhưng mà khi đưa châu gia đình thì hai ông châu quay ra chọi nhau quyết liệt. Thì người dân Đồ Sơn cho rằng là vị thần nó rất thích xem châu. Cho nên là trước khi mà tổ chức tế thần thì người dân tổ chức chọi châu để cho thần xem. Vì vậy mà khi tổ chức hội chọi châu xong thì các ông châu sẽ được tổ chức lễ yên sinh để tế thần.
thì việc tổ chức lễ sinh này rất là công phu và thể hiện cái sự kính trọng của người dân với vị thần của mình. Cho nên là việc tổ chức lễ sinh là một việc rất đáng trân trọng, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn để cho vị thần phù hộ che chở cho người dân Đồ Sơn là đi ra biển khơi đánh cá khoang nặng cá đầy, giúp cho mùa màng sinh sôi và cuộc sống ấm no hạnh phúc. Xin được cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên thời sự. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.